Việt Nam được ưu ái ở kỳ World Cup sắp tới tại New Zealand. Ở World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện do gặp nhiều trở ngại về mặt thời tiết. Trong lần đầu dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 3 trận vòng bảng ở 3 địa điểm khác nhau. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung lần lượt thi đấu trên sân vận động Eden Bắc thành Auckland, thành Hamilton, Park thành phố Auckland, FMG Waikato thành phố Hamilton, Forsyth Park thành phố Dunedin. Trong đó, Forside Park là địa điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng với Hà Lan. Đây là sân vận động có mái che duy nhất ở New Zealand. Mái sân được làm bằng vật liệu nhẹ ETFE trong suốt. World Cup nữ 2023 có tất cả 64 trận đấu. Riêng tại sân vận động Forside Park sẽ diễn ra 6 trận đấu bao gồm một trận của chủ nhà New Zealand. Ban tổ chức ưu tiên xếp các nước gặp nhiều bất lợi về thời tiết được thi đấu ở địa điểm này. Thiết kế của sân Forsyth Park được coi là biểu tượng sáng tạo của người dân thành phố Dundin. Sân đấu có sức chứa gần 40.000 chỗ ngồi là địa điểm tổ chức nhiều show diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Elton John, Ed Sheeran. Trưa ngày mùng 10 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Báo chí quốc gia này cũng dành lời khen khi đánh giá về lực lượng của các chiến binh sao vàng. Huỳnh Như và đồng đội đang có tinh thần hào hứng trước khi bước vào trận gặp New Zealand. Ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu, thời lượng tập của toàn đội đã được rút ngắn lại do thời tiết tại Napier có mưa nặng hạt. New Zealand là đối thủ vừa tầm hơn nếu so với đối thủ ở trận giao hữu trước là đối tượng nữ Đức. 10 trận gần nhất, chủ nhà của World Cup gây thất vọng với chuỗi trận toàn hòa và thua. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đáng khen trước Đức. Vì thế, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng vào màn trình diễn ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung trên sân McLean Park Napier, New Zealand. Những ngày qua, tuyển nữ việt nam đã có nhiều biện pháp để ứng phó với thời tiết lạnh giá ở new zealand trong buổi tập các cầu thủ được uống trà gừng để giữ ấm cơ thể